Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sang món lẩu mọi người, lẩu cá tra mọi người, lẩu cá tra nấu chua ngọt mọi người, với rau cải xanh mọi người, cải xanh, nước chấm có nước mắm mọi người, mắm ớt mọi người, tráng miệng có chuối mọi người, chuối chín mọi người, chuối cà chín, với bánh mọi người, bánh cốm mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Đây mua lẩu cá tra mọi người, lâu 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 ăn lẩu mà làm mọi người. Đây rau cải xanh mọi người, cải xanh chuối mọi người, chuối chín mọi người, chuối cao chín mọi người. Cơm mọi người, chén không mọi người, nước mắm mọi người, mắm ớt mọi người, bánh cốm mọi người, chén không mọi người, không bình xương. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người, muỗng mọi người, cũng dài mọi người, làm dài qua dâu dài lâu mọi người, dài lâu đổ mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cảm ơn. Này cũng nước chín sẵn luôn rồi, mình cho nó dao vô. Được bình rồi mọi người, mà cá nó béo mọi người. Tưởng nóng không? Nóng.
thể cả này dồn cái nó chín luôn rồi, nó thấm nước ăn ngon rồi, mềm mềm rồi. Cái mới nhiều khi ăn nó còn mùi, nó còn nồng luôn rồi. Sạc mưa lên lỗ mũi luôn như có cái trứng. Trứng mà được như nướng ăn nó hơi ngán, cảm giác nó hơi lạc mà cảm giác là lạc. Đó cái cha mà còn là bắt đầu luôn mà thứ nhất lên đó nó tan rồi, cái thứ hai nó ăn cái cha nhiều học ngu luôn rồi. Bây giờ nhưng mà đó thấy ngon rồi. Mà đúng rồi đó là em mới là vô chưa biết cách chế biến hay vô nuôi hầm không rồi.
cái mùi nó ăn nó ấy mà. Đó cái này ở nhà nhậu mít nóng nhậu mít nóng nhìn thấy thèm rồi. Nó còn là nguyên con không mà cá này thì nó bự nhưng mà nhìn thấy ngon đủ món hết rồi. Cá này như hơi tanh lắm mà có mấy miếng ăn mùi nó hơi nồng mà. Nồng chín qua cá nó dục hết mà nó bể hết nó dớt hết mùi nó nồng. Cá này biết sao mùi nó hơi nồng. Nồng không? Mùi nồng á. Tập cá này ăn tanh không? Chưa cao ngon mà thơm rồi không có đều hay sạch sạch xíu nữa. Chén này là định tinh đừng cơm thôi bưng to ăn luôn ăn cho hết mấy cái miếng cơm mà để không không ăn cái kiến buồn rồi vừa bu kiến đập cũng mệt. Nãy nó ấy nó sặc nó dương cổ hoài nó ho hoài đúng là tiếng hôi ăn đúng hôi luôn rồi. Ăn đúng con nó bao hôi luôn rồi. Cộng cá mà chà thơm luôn rồi. Ngon ăn nha. Cá cha này nấu ăn ok mọi người. Không biết sao loại cá thì sao mọi người. Loại cá ăn nó cảm giác mùi nó hơi tanh tanh mọi người. Cảm giác nó tanh mọi người.
nước này nấu kiểu nó hơi lạc lạc rồi, kiểu nóng mà đúng đô tôi thì trường rồi. Phải thêm giấm thêm này kia nữa, cho chua nó ngọt ngọt rồi, thêm đường và mắm này kia vô. Có gì chịu nêm lại rồi, nêm nếm lại. Dầu cải xanh ăn ngon rồi, cái này dầu cải xanh để như vậy nó thấm nước ăn ngon rồi. Mấy cái dao nói chung là dao ăn lẩu rồi, trộn mới thì ăn nấu giòn ngon rồi, nhưng mà kiểu mà để lâu lâu cho nó thấm rồi, thấm với cái nước lẩu á là ăn là đúng ngon rồi. Chuối cao rồi, ăn ngon thơm rồi, nhưng mà đợt này mau bị thối rồi, không biết sao nó mau thối rồi, thối cuốn thối đầu rồi. Đủ mau thối quá, ăn một cơm rồi. Rồi cái bánh cốm thì ngon rồi. Chào thôi à, này ăn coi như là được rồi. Ok, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.